Cung Thiếu Nhi Hà Nội có tổng diện tích 8.100m2. Thế nhưng nếu văn bản yêu cầu sắp xếp xử lý lại nhà đất của cung này có hiệu lực và được thực thi giao về cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý sử dụng, đồng nghĩa với việc diện tích nơi này sẽ bị thu hẹp lại. Phụ huynh lo lắng sau này con em mình sẽ không còn chỗ vui chơi. Mùa hè thì các cháu muốn cái chỗ để các cháu đi đến đây để học, để cho nó mở mang đầu óc. Mà bây giờ lại thu hẹp vào thì làm sao mà còn cái chỗ để các cháu nó chơi, để các cháu nó đầu óc các cháu nó được giải trí. Nếu mà thu hẹp lại thì tôi rất lo lắng cho các cháu là không có cái không gian để cho các cháu nó được chơi với cả được học tập. Các cháu nó có chỗ chơi như thế này là còn là hẹp ý. Thực tế ra mà nói thì ở một cái cung thì nó phải có các trò chơi cho thiếu nhi. Chơi như này là rất nghèo nàn mà rất là chật chội, không nên bó hẹp lại nữa. Cái khoảng cách như này là chật hẹp lắm rồi. Các cháu nó không có cái chỗ chạy nhảy ý. Nó chạy còn va vào nhau, bây giờ bó hẹp thì không biết là bó hẹp để làm cái gì. Khi không gian bị thu hẹp vào thì ngay như các cái dụng cụ trò chơi nó cũng bị hạn chế đi, đúng không ạ? Thì vì không gian không có thì các cháu thì đương nhiên thì nó cũng sẽ bị tù túng thêm đó. Đó. Thì các cháu thì cần một không gian cách trang rộng càng tốt, chứ không phải thu hẹp lại. Mong muốn là như vậy. Nhiều phụ huynh cũng cho rằng thay vì tính toán thu hẹp diện tích của cung, điều mà các cơ quan chức năng cần quan tâm chính là siết chặt quản lý sử dụng diện tích nơi này hợp lý, hiệu quả hơn. Nhất là khi hiện nay, khu nhà 6 tầng để dành cho các cháu thiếu nhi học các lớp năng khiếu và rạp khăn quàng đỏ hiện tại chưa hoạt động vì chưa được bàn giao do còn trùng tu sửa chữa. Khuôn viên cung thiếu nhi đang ngày bị thu hẹp bởi chưa hoạt động đúng công năng. Trong khuôn viên còn xuất hiện những quán cà phê như thế này. Cung thiếu nhi Hà Nội có một cái khác hơn tất cả các chỗ khác, là nó có một cái lịch sử rồi. Đó là cái lịch sử và người gắn một điểm với cái tuổi thơ của các cháu. Và cũng có các cháu cũng có về sau cũng có rất nhiều những người thành đạt từ đây mới đi ra. Ví dụ như chị ca sĩ Hồng Nhung. Cung thiếu nhi dành cho kiểu mấy cái lớp học cho trẻ con rồi học để chơi, vừa vui chơi vừa học, nên là thu hẹp lại thì sẽ không tốt. Vì đây là không gian của học sinh thiếu nhi nữa. Thì cháu nghĩ là nên để im, chứ không cần thu hẹp lại. Trước đó vào tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa chủ trương thu hồi lại khu nhà truyền thống của Cung Thiếu Nhi giao về cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý sử dụng. Nhiều cuộc họp liên tục hóa chủ trương này được tổ chức dấy lên sự lo ngại trong giáo viên, học sinh và cả các chuyên gia. Tất cả đều đồng thuận cho rằng khan hiếm đất vàng ở thủ đô cũng không thể vì thế mà cắt đi sân chơi sinh hoạt cho trẻ.